Cô thân ái chào tất cả các bạn. Hôm nay cô rất vui được gặp lại các bạn qua tiết học vần tiếp theo của tuần 23 bài 98 Uê Uy. Cô chúc các bạn có một buổi học thật là vui vẻ và bổ ích nhé. Và sau đây cô và các bạn cùng bước vào tiết học. Cô có vần sau. Uê. Vần Uê có hai âm ghép lại, gồm âm U đứng trước, âm E đứng sau. Cô đánh vần như sau: U, E, Uê, Uê. Có vần Uê rồi, cô muốn có tiếng Huệ, cô làm như thế nào? À, rất giỏi, có vần Uê rồi, muốn có tiếng Huệ, cô thêm âm hờ đứng trước, vần Uê đứng sau, thanh nặng ở dưới âm E. Và sau đây, cô có hình ảnh về các con cùng quan sát nhé. Các con có biết đây là gì không? À, đây chính là bông huệ đấy các con. Bông huệ có hình cái phễu màu trắng, được sử dụng trong các dịp lễ hội và trưng trên bàn thờ tổ tiên. Cô có từ bông huệ. Mình cùng đọc lại nhé. Mình cùng đọc lại nhé. Uê Huệ bông Huệ. Cô cảm ơn các con. Sau đây chúng ta cùng qua vần thứ hai nhé. Các con quan sát bức tranh của cô. Đây là gì vậy con? À, đây là huy hiệu. Huy hiệu là một vật làm bằng kim loại, được dùng trong các trường hợp trang nghiêm. Khi các con cài trên áo một cái huy hiệu, các con sẽ thấy mình trưởng thành hơn. Cô có từ huy hiệu. Trong từ huy hiệu, tiếng nào ta đã học rồi? À, tiếng hiệu ta đã học rồi. Vậy, tiếng huy là tiếng mang vần mới ta chưa học. Cô có tiếng huy. Trong tiếng huy, âm hờ ta đã học rồi, vậy vần uy là vần mới ta chưa học, cô có vần uy. Vần uy gồm hai âm ghép lại, âm u đứng trước, âm y đứng sau. Cô đánh vần như sau: u y uy. Cô mời bậc bạn đọc lại giúp cô. Rất giỏi. Sau đây, cô mời một bạn phân tích cho cô tiếng huy. À, tiếng huy gồm âm hờ đứng trước, vần uy đứng sau. Cô mời một bạn đọc lại giúp cô. Hờ, uy, huy. Để ghi nhớ tốt hơn, cô mời các bạn cùng cô đọc lại hai vần này nhé. Trước khi đọc, cô có một điều cần các con lưu ý. Khi đọc hai vần này, các con nhớ tròn môi nhé các con. Và sau đây, cô xin mời các con cùng đọc lại với cô nào. Uê Huệ bông Huệ. Uy Huy huy hiệu. Cô cảm ơn các con. Sau đây cô và các con cùng chuyển đến phần luyện đọc từ ứng dụng nhé. Các con quan sát tranh cho cô và cho cô biết đây là cây gì. À, rất giỏi, đây là cây vạn tuế. Cây vạn tuế, bạn nào đã từng thấy cây vạn tuế rồi? Nó như thế nào vậy con? À, cây vạn tuế là cây có thân hình trắng nhụi, cao khoảng 2-3 cm, ít nhánh, lá mọc thành vòng, hình lông chim màu xanh đậm. Cây được trồng làm cảnh trong sân vườn hoặc trong nhà, tạo cho ta vẻ bình yên, hiền hòa. Và sau đây cô có từ cây vạn tuế. Trong từ cây vạn tuế, những tiếng nào mang vần hôm nay chúng ta vừa học? À, đó là tiếng tuế. Tiếng tuế có mang vần uê hôm nay ta vừa học. Cô mời một bạn đọc lại giùm cô tiếng tuế. Rất giỏi. Cô cảm ơn các bạn.
Cô có từ tiếp theo. Xum xuê. Trong từ xum xuê, tiếng nào có mang vần hôm nay các con vừa học? À, đó là tiếng xuê. Tiếng xuê có mang vần uê hôm nay các con vừa học. Cô mời một bạn phân tích cho cô tiếng xuê. Rất giỏi, tiếng xuê gồm âm sờ đứng trước, vần uê đứng sau. Các bạn lắng nghe cô đánh vần nhé. Sờ, uê, xuê. Xum, xuê. Vậy theo các con, xum xuê có nghĩa là gì? Các con có biết không? À, xum xuê có nghĩa là nhiều cành lá nè các con. Và sự rậm rạp tươi tốt. Ngoài ra, xum xuê còn có một ý nghĩa khác, đó là sự đơm hoa kết trái của các loài quả đó các con. Sau đây, cô mời một bạn đặt câu với từ xum xuê. Rất tốt, ngoài vườn cây xoài mọc xum xuê quả. Tiếp theo, cô và các bạn cùng xem đoạn clip này. Các bạn chú ý xem đoạn clip của cô nói về phương tiện gì nhé. Vừa được quan sát xem đoạn clip của cô rồi. Bây giờ các bạn hãy nói cho cô biết đoạn clip này nói về gì vậy con? Rất giỏi, đoạn clip này nói về tàu thủy. Trong từ tàu thủy, những tiếng nào có mang vần mới hôm nay chúng ta vừa học? À, đó là tiếng thủy. Tiếng thủy có mang vần uy hôm nay chúng ta vừa học. Cô mời một bạn đọc lại giúp cô từ này. Tàu thủy. Và từ ứng dụng cuối cùng cô muốn giới thiệu đến với các con. Bây giờ chúng con chú ý trên màn hình nhé. À, các bạn quan sát xem cô có hình gì đây? À, cô muốn giới thiệu đến các con. Đây là khuy áo. Khuy áo người ta còn gọi là cúc áo đó các con. Cúc áo là một vật nhỏ làm bằng nhựa hoặc kim loại có hình tròn. Người ta dùng đính vào quần áo để cài. Cô có từ khuy áo. Trong từ khuy áo, những tiếng nào hôm nay mang vần mới các con vừa học? À, đó là tiếng khuy. Tiếng khuy có mang vần mới hôm nay chúng ta vừa học. Cô đánh vần khờ uy khuy. Khuy áo. Các em cùng đọc lại cùng cô nào. Khuy áo. Để các con khắc sâu hơn, cô và các con cùng đọc lại cả bài nhé. Uê, huệ, bông, huệ. Uy, huy, huy hiệu. Cây, vạn, tuế. Xum, xuê. Tàu, thủy. Khuy, áo. Các con đọc lại. Tiếp theo, cô và các con cùng bước vào phần luyện đọc câu ứng dụng nhé. Các con chú ý lên màn hình. Cô có một bức tranh, các con quan sát xem và cho cô biết trong tranh vẽ gì? À, tranh vẽ về con đò trên sông, vẽ cánh đồng, vẽ dòng sông, vẽ con đê. Con đê kéo dài theo bờ sông để ngăn nước ngập vào ruộng lúa mỗi khi lũ về. Đó chính là hình ảnh trong bức tranh về thiên nhiên miền quê rất đẹp. Từ bức tranh này, cô có 4 dòng thơ sau. Các em lắng nghe cô đọc nhé. Cỏ mọc xanh chân dê, dâu xum xuê nương bãi, cây cam vàng thêm trái, hoa khoe sắc nơi nơi. Bây giờ, cô mời các bạn cùng đọc thầm và tìm tiếng mang vần hôm nay các con vừa học nhé.
Cảm ơn các con. Cô thấy các con đọc rất tốt và rất tập trung. Vậy bạn nào có thể nói cho cô biết những tiếng nào trong bài thơ này mang vần các con vừa học? À, đúng rồi, đó là tiếng xuê. Tiếng xuê có mang vần uê hôm nay chúng ta vừa học. Các con lưu ý, đối với đoạn thơ ứng dụng, sau mỗi dòng thơ, các con nhớ ngắt hơi. Và ở dòng cuối cùng, các con nhớ nghỉ hơi ở sau dấu chấm nhé các con. Đã kết thúc phần luyện đọc câu ứng dụng rồi. Bây giờ cô và các con cùng thư giãn nhé. Cùng bước vào phần luyện viết nhé. Các con chú ý lên màn hình. Hướng dẫn và sau đây cô sẽ hướng dẫn các bạn biết chữ ghi vần uê. Cô đặt bút trên đường ly 2. Viết con chữ u. Nói liền con chữ e. Và điểm dừng bút của cô là giữa dòng ly 1. Nhấc bút. Cô viết dấu mũ trên con chữ e. Tiếp tục cô sẽ hướng dẫn các bạn ghi chữ ghi vần uy. Cô đặt bút trên đường ly 2. Viết con chữ u. Nói liền con chữ y. Và điểm kết thúc bút của cô là trên đường ly 2. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các bạn viết từ bông huệ. Cô cũng đặt bút trên đường ly 2. Viết chữ bông. Cách một con chữ O, cô đặt bút trên đường ly 2. Viết chữ hờ. Nói liền chữ ghi vần uê. Nhấc bút viết dấu nặng ở dưới âm ê. Và sau đây cô sẽ hướng dẫn các bạn viết từ huy hiệu. Cô đặt bút trên đường ly 2. Viết chữ hờ. Nói liền chữ ghi vần uy. Cách một con chữ O, cô đặt bút trên đường ly 2, viết chữ hiệu. Cô đã hướng dẫn các bạn xong phần luyện viết và sau đây cô mời các bạn cùng bước qua hoạt động luyện nói nhé. Các em đã được luyện đọc, luyện viết rồi. Bây giờ cô và các em cùng bước vào phần luyện nói nhé. Các em quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì? À, tranh vẽ về tàu hỏa, tàu thủy, ô tô, máy bay. Và đây cũng chính là chủ đề luyện nói ngày hôm nay. Các con có biết không, ngày nay, theo sự phát triển của công nghệ, tàu hỏa, tàu thủy, ô tô, máy bay
có rất nhiều màu sắc, kích thước, chủng loại khác nhau để đáp ứng sở thích, nhu cầu sử dụng của mọi người. Tuy nhiên, chúng có nhiều màu sắc khác nhau trên mọi phương tiện, nhưng chúng luôn có một hình dạng để chúng ta dễ dàng nhận biết, có phải không nào? Chủ đề liệt nói của ngày hôm nay, bạn nào có thể cho cô biết những tiếng nào có mang vần mới hôm nay chúng ta vừa học? À, đó là tiếng thủy. Tiếng thủy có mang vần uy hôm nay chúng ta vừa học. Vậy, bây giờ, các con hãy luyện nói cùng với ba mẹ, anh chị em mình nhé. Về các phương tiện giao thông, các em hãy nêu một số đặc điểm về hình dáng, kích thước, màu sắc của phương tiện đó cùng ba mẹ, anh chị em mình nhé. Các con thân mến, qua bài học hôm nay, cô hy vọng các con khi đi trên các phương tiện giao thông, các con nhớ chú ý ngồi ngay thân ngắn, không đùa giỡn và phải luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, chấp hành những quy định an toàn, bảo vệ cho bản thân mình cũng như bảo vệ cho mọi người trên cùng phương tiện đó nhé các con. Các con đã hiểu chưa nào? Phần luyện nói vừa rồi cũng đã kết thúc bài học hôm nay. Và sau đây, cô có một phiếu bài tập dành cho các bạn. Đây là phiếu bài tập của cô, các bạn cùng quan sát. Ở phiếu bài tập của cô gồm có 3 bài. Bài thứ nhất là bài nói, bài thứ hai là bài điền, bài thứ ba là bài viết. Ở bài nói, bài 1, cô yêu cầu các con nói. Các con lưu ý, các con đọc thật kỹ các cụm từ để nói thành câu có nghĩa nhé. Ở bài tập số 2 là bài đặt điền vần uy hay vần uy. Ở bài tập này, các bạn lưu ý, ở dưới mỗi tranh các con nên lựa chọn vần cho thật chính xác để tạo thành những từ có nghĩa nhé. Các con đã hiểu chưa nào? Qua bài tập số 3 là bài tập cuối cùng, là bài tập viết. Ở bài tập này, cô yêu cầu các bạn viết đúng độ cao, độ rộng con chữ. Sau khi làm xong, các con nhớ nhờ bố mẹ kiểm tra lại, sau đó gửi cho cô xem, để cô xem các con làm có tốt hay không, để cô đánh giá cho các con. Cô mến chào các con, hẹn gặp lại các con nhé!